Mọi người đều biết Hồng Kông có hơn 30.000 cảnh sát. Chắc là bạn sẽ không tin Hồng Kông có từ 8.000 đến hơn 10.000 nhân viên tình báo đến từ khắp nơi trên thế giới. Cũng tức là đặc vụ. Nhưng mà chưa từng có ai chính thức thống kê. Đặc điểm của một đặc vụ là trông rất bình thường, bạn đã gặp rồi sẽ rất dễ quên anh ta. Cho nên đặc vụ cảnh sát cũng giống như cửa hàng tiện lợi, chắc chắn sẽ có một người ở gần bạn. Có thể là anh ta, cũng có thể là anh ta. Anh ta. Anh ta. Cũng có thể là anh ta. Hay là anh ta. Anh này không phải, nhưng anh ta sắp sửa phải chịu một cú sốc rất lớn. Tìm anh gấp vậy có chuyện gì? Không có gì, chúng ta đi dạo đi. Có phải em muốn nói với anh là anh đã thua rồi không? Thắng thua gì ở đây chứ? Em làm cho anh cảm thấy như vậy đó. Có vẻ như em còn buồn hơn anh nữa. Hai cái vé này cho anh. Chẳng phải anh rất khó mua hay sao? Chúng ta vẫn là bạn chứ? Em chỉ sợ anh không coi em là bạn thôi. Vậy thì hứa đi cùng anh nha. Chắc rồi. Nếu không còn gì, anh đi trước. Tạm biệt. Tạm biệt. Cậu ăn không? Sao nhìn cậu rầu rĩ vậy? Cô ấy nói mấy ngày nữa sẽ dọn tới. Không phải chứ? Quyết định hồi nào vậy? Lúc ở bên giờ có phải không? Cậu đúng là vô dụng. Tôi cho cậu đi nghỉ để thư giãn, mà cậu lại ngã vào vòng tay của phụ nữ. Sao cậu không nói với cô ấy là cô ấy đã nghe lầm chứ? Làm vậy sao coi được? Cậu hỏi lại mình coi có muốn hay không. Không thể nói là tôi không muốn. Vậy là được rồi. Cô ấy đề nghị vậy sao? Hình như tôi là người đề nghị. Hình như. Anh nên biết tình hình lúc đó. Lúc đó cậu ta đang nhấn mạnh tình hình lúc đó kìa. Đàn ông ở vào tình thế lúc đó dĩ nhiên là muốn rồi. Rắc rối lớn rồi. Không phải tôi hù cậu đâu. Nhưng mà cho phụ nữ vào nhà còn khủng khiếp hơn là cho trộm vào nhà ăn cướp nữa đấy. Tới rồi đừng có ồn nữa. Bảo anh đừng ồn nữa kìa. Bảo cậu thì có. Bảo anh đấy. Là cậu thôi. Còn đùa nữa sao? Bộ phim Đặc công G4. Tiểu Điệu, sao rồi? Phía Đài Loan tới 3 người. Họ thuê 3 phòng ở lầu 6. 2 người ở trong một phòng. Một người ra cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu. Nhóm của tôi đang theo dõi anh ta. Những người khác thì sao? Một đoàn khách du lịch tới đây 3 ngày trước. Đây là lịch trình của họ. Lúc sáng sớm họ đã lên đường đi tham quan rồi. Hay là ta xử lý 2 người kia trước? Chờ đã. Một mình mà ở căn hộ lớn thế này, anh ta thật sành điệu. Không phải bây giờ là 2 người rồi. Đã quá đi. Cô ơi, đồ này để đâu? Phải đó, để ở đâu bây giờ chứ? Cậu là chủ mà. Bây giờ cậu là chủ căn hộ này.
để vào phòng đi. Trong đó sao? Đúng rồi. Trời ơi, đã quá. Nè, anh ta không biết là cậu dọn tới đây thật sao? Cho anh ấy bất ngờ chơi. Trời ơi, anh ta không bất ngờ mới mệt đấy. Đừng có nói tầm bậy nữa. Thôi được rồi. Trời đất ơi, có chuyện gì? Nhìn đi, đây là cái trò gì vậy? Kiểm tra đi. Tôi nghe có mùi phụ nữ đó. Thế tôi và cậu không phải phụ nữ sao? Không, tôi muốn kiểm tra xem anh ta có giấu áo lót cũ gì không. Không được cho anh ta giữ lại bất cứ tấm hình nào cả, biết không? Anh ấy không cần mấy thứ đó đâu. Cô ơi, thùng này để đâu vậy? Để ngoài đó đi. Ở ngoài sao? Sao vậy? Bây giờ chỉ là thời gian sống thử. Tôi sẽ dọn đi bất cứ lúc nào. Thông minh lắm. Để xem phòng này sao đã. Để bữa khác rồi hả kiểm tra? Không được. Sau ngày hôm nay cậu sẽ không kiểm tra được nữa đâu. Làm phụ nữ thì đừng ra vẻ độ lượng. Nhỏ bằng hạt cát cũng đủ cho cậu khóc. Tôi sẽ làm hộ cậu. Tôi sẽ không đời nào khóc vì một người đàn ông đâu. Xem ra bạn trai của cậu cũng ham học đó chứ. Dĩ nhiên rồi. Sinh vật học. Ôi, mặc quần áo hay không đều có hết luôn. Trước giờ tôi chưa từng thấy cuốn này. Để tôi xem đã. Tôi chụp còn đẹp hơn. Đâu cần tới mấy cô này. Vậy sao? Hay quá nhỉ. Ra xà báo không mua được cái đó đâu. Liên quan gì tới anh chứ? Sao không làm việc đi? Chỗ con gái nói chuyện. Đi ra đi. Thật là. Đọc sách của anh ta cũng biết được chút chút về anh ta. Anh ta nghiện chuyện đó nhẹ. Vừa hay là nặng thế. Không cho cậu biết đâu. Nè nè nè, nhìn cô kìa. Tôi dám chắc là anh ta nghiện nặng rồi. Thích thật. Phòng 628, 604. Sếp, mục tiêu đó rời cửa hàng tiện lợi. Xem anh ta đi đâu. Nói anh nếu có phát hiện gì lập tức báo cáo nghề. Đối với cô ấy là cậu sắp sửa nhà. Bảo cô ấy dọn về nhà mình đi. Cô ấy không chịu đi thì sao đây? Cô ấy sẽ đi thôi. Tôi dám chắc cô gái nào cũng sẽ sợ mùi sơn, ảnh hưởng tới sắc đẹp. Tôi chỉ góp ý thôi, làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Mục tiêu đang quay về phòng. Kể từ bây giờ hãy dừng tất cả mọi thang máy lên lầu 6. Thử máy nghe rõ không? Rõ. Tốt, hành động. Cô Hoán, không cần dọn dẹp nữa. Cô cứ về trước đi. Có người cố ý làm dở đồ. Anh đừng nói với tôi điều khoản miễn trách nhiệm gì đó nha. Tôi sẽ tới ủy ban người tiêu dùng kiện anh cho mà xem. Cảnh sát đây, đứng im. Có chuyện gì vậy? Quỳ xuống. Im đi. Còn người kia đâu? Ở phòng kế bên. Nghệ, mau báo cáo tình hình. Chia nhau ra chạy, đi. Mau lấy giấy tờ. Có ngon thì ra đi.
Ý, đi đi. Nghệ, tình hình sao rồi? Đang đuổi theo hai người đi ra từ cầu thang phía sau. Mon, chú ý, có một người đang chạy về phía cô. Anh Thăng, có hai đứa chạy ra đường lớn, cho hắn vào xe. Xuống xe. Xuống xe. Đứng lại. Cậu đứng đây làm gì? Đi đi. Đứng lại. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên làm hỏng xe của tôi chứ? Anh làm hỏng xe của tôi rồi, bây giờ phải làm sao đây? Sếp, anh ta làm hỏng xe của tôi rồi đây. Có chuyện gì vậy? Không đền tiền mà cũng không nói gì cả. Được rồi, để tôi lo chuyện này cho. Sếp, để anh ta đi sao? Anh ta làm hỏng xe của tôi mà. Tôi sẽ kiện các người. Cảnh sát gì mà kỳ vậy? Im đi. Tại sao lại đổ xe ở chỗ này? Chỗ này không được đậu xe có biết không? Rồi giờ làm sao đây? Đừng nói nữa. Được rồi, đi đi. Đưa xe của anh tới phòng cảnh sát. Họ sẽ đền tiền cho anh. Đi đi. Sếp à, SB là gì vậy? Ở học viện người ta không dạy cô sao? Không, FB là bộ chính trị đấy. Nè, sao? Xem ra sau này muốn rủ cậu đi uống rượu lúc nửa đêm chắc là hơi khó đấy. Điên sao? Còn lúc nào tới lúc đó. Tạm biệt nha. Nè, quên đưa cho anh. Cô tìm được cuốn tạp chí này hay quá. Bạn tôi làm quảng cáo ở Nhật, anh ấy quen với người quản lý mà. Nè, ở Mông Cổ có bán, giá tới 3.000 lận. Mon, sao cô không mua cho tôi? Tôi sẽ cố gắng mai mốt sẽ mua cho anh một cuốn. Tôi trả tiền cho cô sau nha. Cảm ơn, tạm biệt. Sao lần nào tôi cũng là người có đồ sau cùng hết vậy? Chết thật. Tôi đưa anh ra trạm tàu điện ngầm nhé. Đưa tôi về nhà đi. Tôi đang có chuyện gấp lắm. Cô hẹn với bạn trai bí mật của mình đúng không? Bữa nào rảnh hẹn anh ta ra giới thiệu đi chứ. Giờ anh muốn đi đâu nào?
Tôi thật không biết ai có thể chịu được tính khí của cô đấy. Một là ở đây, hai là ở trạm xe điện ngầm. Trạm xe điện ngầm đi. Là em. Anh xin lỗi. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Nhưng mà đau quá. Em chỉ muốn trêu chọc anh một chút cho vui. Vậy mà anh lại mạnh tay vậy. Vậy là nhẹ rồi. Anh đâu có biết em nấp sau lưng anh. Anh đâu có mắt ở sau lưng chứ. Xin lỗi mà đừng có khóc nữa. Còn đau chỗ nào không? Chỗ nào cũng đau cả. Vậy thì phải luộc trứng gà rồi lăn hết cả người luôn. Thảo nào người ta nói anh nghiện chuyện đó. Anh sao? Thế còn em? Không phải em cũng vậy sao? Nói đi, còn chỗ nào nữa? Đầu gối có đau không? Em không biết. Em phải đánh anh một trận. Không phải chứ, anh đâu cố ý. Em muốn. Thôi được, vậy đánh đi. Không được né. Vậy được chưa? Không được gồng mình. Trời ơi, không được né cũng không được gồng mình. Thôi được rồi, đánh đi. Em không đánh mạnh được. Em hư quá. Đừng làm trong bếp. Em không muốn làm trong bếp đâu. Vậy ra phòng khách đi. Thơm quá. Mùi gì vậy? Em không muốn ở phòng khách. Em nói gì chứ? Em không muốn ở phòng khách đâu. Được. Được, được, được. Em cũng không muốn vào phòng. Vậy em muốn làm ở đâu chứ? Ngoài đường. Ngoài đường hả? Ý hay quá ha. Để cảnh sát bắt chứ ở đó mà làm ngoài đường. Em cũng muốn tắt đèn. Vậy để đèn sáng luôn. Hàng xóm người ta thấy đấy. Vậy thì muốn sao đây? Anh hư quá đi. Làm em ra thế này rồi. Gì hả? Anh hôn một cái nha. Em muộn giờ đi làm rồi. Làm gì vậy? Không được. Gì vậy? Mở cửa. Em đang bận. Chết rồi, cái váy của mình đâu rồi? Anh đói quá. Anh muốn sao đây? Nếu có được một tô mì với trứng tráng và thịt nguội thì hay biết mấy. Hôm nay không được, để mai em làm cho anh ăn có được không? Mai em mới làm chắc anh chết đói mất. Đi làm một buổi lại bị đuổi chắc luôn đó. Anh dọn giúp em nhé. Anh dọn giùm em đi. Em đúng là vô trách nhiệm quá đấy cô nương. Tối nay về em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh ăn. Được đó.
Nè, sao hả? Cho tôi hỏi, áo chống đạn bị bẩn thì có giặt được không? Được, nhưng phải xem cậu giặt thế nào đã. Bỏ vào máy giặt được không? Bạn gái cậu giặt làm hỏng rồi chứ gì. Trước đây cũng có một cô gái giặt áo chống đạn cho tôi giống như vậy. Giặt xong thì cái máy giặt cũng bỏ luôn. Về chuyện mấy người Đài Loan có vũ khí hôm qua, chúng ta có làm không? Anh có biết bây giờ là lúc nào không? Bây giờ mà làm là rắc rối to. Tôi thấy cứ để họ đi đi. Có chuyến bay lúc 3 giờ chiều nay. Nhưng có một người bị thương nặng đang nằm ở bệnh viện. Vậy thì lấy băng ca đưa anh ta lên máy bay. Anh phải làm nhanh lên. Chúng ta chỉ còn một tháng nữa thôi. Được. John, chúng tôi không tìm được bất cứ manh mối nào từ đống người Đài Loan đó. Nhưng đã tìm được trong hành lý có một chiếc áo chống đạn kiểu Mato cỡ 4, chưa gỡ niêm mạc. Hai ngày nữa tới nhà anh ăn cơm. Anh nấu món gì vậy? Cậu thích ăn món gì? Gà cho phi được không? Vợ của anh biết nấu cơm đó. Đừng chỉ nói là không làm đấy. Tình hình gói hàng sao rồi? Đồ để Hồng Kông thì đóng gói xong hết rồi. Còn đồ gửi qua anh vẫn đang đóng gói. Thằng, tối nay anh cử mấy anh em lẻn vào công ty đó xem có phát hiện gì không. Sếp bên ngoài nói đừng làm gì thêm chuyện phức tạp mà. Bây giờ thời thế thay đổi rồi. Dĩ nhiên là họ không muốn có thêm phức tạp. Chỉ cần bộ chính trị chưa bị giải tán thì chuyện ảnh hưởng đến an toàn trong nước chúng ta phải lo. Nếu không giữ đám người qua, chúng ta ở lại để làm cái gì? Dạ. Tối nay có nhiệm vụ, đi thư giãn với tôi một lát có được không? Đi nữa sao? Tuần này đi mấy lần rồi mà. Không, tôi phải rờ rẫm nó lần nữa mới được. Đi đi mà. Đi đi. Chờ đã, để tôi gọi điện đã. Làm gì vậy? Cậu phải gọi điện mới sống được sao? Alo, alo. Chuyện gì vậy? Không. Tối nay anh phải làm việc không về nhà được. Nhưng bây giờ anh có chút thời gian có thể đi ăn trưa với em. Không được, em đang bận lắm. Sao anh không cảm ơn em? Sao phải cảm ơn chứ? Anh xem trong túi của anh đi. Đưa xem, có quà sao? Mau cảm ơn người ta đi. Cảm ơn đi. Nói rồi, vậy thì đi thôi. Tối nay mới làm việc, còn bây giờ thì đi vui vẻ. Đi thôi. Anh nghiện nặng lắm rồi đó. Kelly, không được. Tôi chờ nãy giờ 2 tiếng rồi. Anh làm ơn đi mà Ken. Tôi còn phải sắp xếp công việc nữa. Cô người mẫu đó chưa trả lời điện thoại nữa. Chết tôi rồi. Sếp đâu? Đang trên đường tới. Làm ơn đi. Tôi tự làm hả? Cô đừng đùa với tôi chứ. Làm ăn như vậy là chết tôi rồi. Anh làm ơn đi mà. Hay là thế này đi, tôi sẽ không nói cho Jin biết là chuyện anh đi xem phim với người khác. Vĩ à? Dân, sếp. Gọi cho khách hàng nói là chúng ta tới muộn một chút. Được. Kelly, tôi cho cô thêm nửa giờ đấy. Được. Sao rồi? Cậu là bạn thân nhất của tôi. Lúc tôi gặp khó khăn chẳng ai chịu giúp tôi cả. Tôi cũng không biết sao mình lại có một người bạn như cậu nữa. Luôn gây rắc rối cho tôi. Làm sao bây giờ? Chết chắc rồi. Xin chào sếp. Kelly, là có chuyện gì sao? Đâu có. Không có sao? Lần nào có chuyện cô cũng mỉm cười để nói chuyện với tôi hết mà. Người mẫu không tới. Chẳng phải em đi hẹn với người mẫu hay sao? Sếp à. Nè, ân quán cá nhân, cô đừng bảo vệ cho cô ấy nữa. Amy. Amy. Được, đúng giờ đấy. Xoay đi. Xoay đi, cảm ơn. Rất tốt. Cô đang làm gì vậy? Chào sếp. Sếp thấy chưa, tôi là nhân viên vàng kiếm ra tiền cho sếp đấy. Có cần tôi phát cho cô thêm một tháng lương nữa không? Cảm ơn. Thân hình cao kỳ, đường nét rõ ràng. Tôi thật muốn ăn nó.
Hơn 2.000. Dĩ nhiên là ngon lành rồi. Nhưng mà tháng nào anh cũng thử mấy lần, tính ra là rẻ với anh đấy. Cậu đừng nói thô bỉ như vậy. 2.000 đúng là hơi đắt một chút. Dĩ nhiên rồi, ở đường Tempo có rẻ hơn đó. Sao cậu không chịu nói sớm đi? Tôi đã trả tiền rồi. Hà Tiểu Bi, sếp cậu đâu? Đừng gọi tôi là Hà Tiểu Bi. Sếp tôi vừa đi ra ngoài rồi. Ông ấy dặn tôi giảm cho anh 30%. Sao hả? Sếp cậu ta là người tốt, lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Giảm 30% sao? Đúng vậy. Thế hàng của tôi đâu? Đã chuẩn bị xong rồi. Bà xã của anh đã đem về nhà rồi. Giảm 30%. Chọn đi. Chọn mấy cái đi. Tôi không có hứng thú. Không hứng thú cũng mua mấy cái đi chứ. Suýt nữa quên, lúc này cậu chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi nhỉ. Bạn trai cậu làm nghề đó hay nhỉ. Chỉ cần nói là có nhiệm vụ, thế là được đi khắp nơi mà cậu cũng đâu biết là thật hay giả. Anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Sao gặp lại như thế được nhỉ? Cậu thử chưa? Thử hết rồi. Thật sao? Cậu có muốn thử không? Cứu tôi với. Được rồi, được rồi. Cậu cho tôi mượn sách về nhà tôi tự tập là được rồi. Đau quá đi mất. Cậu làm thử với ai chưa? Có ai đâu. Mượn bạn trai của cậu dùng đỡ được không? Đừng có mơ. Tối nay cậu cũng ngủ ở nhà một mình thôi mà. Ít ra thì tôi cũng có người để chờ. Còn cậu thì chẳng có ai cả. Cũng phải. Tôi muốn đổi nghề. Làm gì? Gái gọi. Thật đó. Vậy tôi làm nghề quản lý cho cậu nhé. Cậu là đồ xấu xa. Cậu sẽ giữ đồ tốt cho mình. Còn đồ xấu thì chừa lại phần tôi chứ gì. Tôi không cần cậu đâu. Biện cậu ăn mắm ăn muối rồi. Có thể tìm 10 ông khách trong một ngày. Đảm bảo cậu sẽ giàu to mà. Kiếm được tiền tôi sẽ mua nhà ở chung với cậu. Mà không, có nói gì cậu cũng sẽ ở chung với bạn trai của cậu. Lần, cậu tới phòng máy xử lý đường dây kết nối với công ty báo động chống trộm. Một, ba, bốn, sáu, tám. Phòng máy làm xong chưa? Phòng máy xong rồi. Khóa, tìm kiếm. Mở khóa. Không được đụng vào thứ này. Được. Được rồi.
Được rồi, cảm ơn. Ông chủ đang về nhà. Lên, ông chủ đang về nhà, chuẩn bị. Được. Âm thanh thật đã tai phải không? Vui lòng giải mật mã nhanh giùm. Được. Chào, Kelly. Tôi là Lee, mời vào. Được. Không cần nhìn đâu, họ đi đạp xe hết rồi. Cô uống gì? Thử sữa đậu nành tôi làm được không? Được, cô cứ tự nhiên đi. Đi, gì thế? Có việc gì tôi giúp được không? Được, cô làm ơn lấy rổ trái cây giùm tôi. Nó ở sau lưng cô. Tôi xin lỗi. Không sao, tôi càng giúp càng hỏng việc. Cô ít khi làm việc nhà lắm có phải không? Nấu cơm chế bao nhiêu nước tôi còn không biết nữa mà. Tại cậu ấy thương cô thôi. Đằng sau còn một trái kìa. Tại tôi dở thì có. Đúng rồi. Có phải cánh đàn ông bọn họ hay tụ tập đi chơi đấm phải không? Phải. Mon cũng hay đi nữa. Nhưng từ lâu họ đã không coi cô ấy là phụ nữ nữa rồi. Cô giỏi thật đấy. Không đâu, tôi chỉ học theo sách mà thôi. Khi nào rảnh tôi sẽ chỉ cho cô. Được đó. Không phải chứ. Cậu thở dốc rồi kìa. Trẻ mà vậy sao? Giấy tờ của cậu làm xong hết chưa? Mới vừa xong. Bao giờ cậu đi? Nói thật là tôi không muốn đi lắm. Nếu không phải là con gái vào đại học thì tôi sẽ không đi đâu cả. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi có gì mà cậu ngưỡng mộ chứ? Không có vợ, sống một mình thật tự do thật tốt. Phải rồi, sao mấy năm nay Ly không thúc anh cưới hỏi gì cả vậy? Có chứ, cũng thúc giục 7-8 năm rồi. Nhưng mà không thấy tôi nhúc nhích gì, cho nên cổ đã bỏ cuộc rồi. Vậy là anh nhất quyết không thèm cưới vợ rồi. Tôi thì sao cũng được. Tại cô ấy không thèm thúc ép tôi nữa mà thôi. Tôi cảm thấy giữa nam với nữ quan trọng nhất là cảm xúc. Cưới hay không cưới chỉ là thứ yếu mà thôi. Nhóc à, lúc này cậu đang ở giai đoạn yêu đương. Rồi sau này cậu sẽ hiểu. Cậu biết bao lâu rồi tôi không còn ngủ với bà xã của tôi không? Sao vậy? Đây chính là cuộc sống hôn nhân. Hai người quá hiểu nhau. 8 hay 10 năm trước có lẽ tôi vẫn thỏa mãn cô ấy, giống như làm bài tập về nhà. Còn giờ thì giống như người thân trong nhà vậy đó. Tôi thì đỡ hơn một chút. Năm nào vào dịp lễ Tết tôi cũng ăn mừng. Vậy thì thật tội cho hai anh. Nhưng mà tôi chắc sẽ không giống hai anh đâu. Để rồi xem. Nhóc à, nó giống như trò chơi vậy đó. Cậu chơi chán cũng sẽ muốn đổi cái mới thôi, có phải không? Mấy chừng game mới tới kìa. Yếu siêu vậy sao vào G4 được? Nói bà xã tôi giới thiệu cô đi làm thợ trang điểm nha. Có phải chạy đua đâu mà phải chạy cho nhanh làm gì? Mấy anh nói chuyện gì vậy? Nói gì cô đó? Nói gì liên quan tới cô đâu? Lát nữa ăn gì? Làm sao tôi biết được? Nhanh lên, người nào về cuối cùng người đó sẽ mời mọi người uống nước ngọt.
tới lượt tôi đó. Bây giờ chơi trò ném bóng nha. Sao không chờ tôi vậy? Sao chờ anh được? Sao không để 3 ngày nữa rồi tới luôn đi? Có bệnh không vậy? Giờ mà còn chơi lướt sóng nữa. Trước đây rất lâu tôi chơi đủ điểm rồi. Uống nước đi. Uống nước đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Ai thắng vậy? Chạy xe đạp mệt quá chừng luôn. Phải rồi, uống bằng ly tốt hơn. Sao tôi biết cậu có bị bệnh truyền nhiễm hay không chứ? Anh bị thì có. Anh ấy nói em bị bệnh truyền nhiễm kìa. Anh bị thì có. Đúng, để tôi uống bằng ly cho. Có nhầm không vậy? Là món này nữa sao? Bạn gái tôi kêu ly. Anh Kỳ, em gặp rồi. Đây là Trí, đây là Châu. Mua ngoài cho rồi, em làm chi cho cực vậy? Tự làm thì ngon hơn chứ. Em làm mấy chục năm rồi, cũng là cái khẩu vị châu Á này. Khi nào rảnh thì nên đi học thêm mấy món châu Phi đi. Em chưa qua châu Phi mà. Cô ấy là Monaco. Chào, tụi anh gọi là Mon. Chào. Cô ấy là huynh đệ tốt của bọn anh đó. Để tôi chơi cho. Mọi người vào ăn đi. Cô cũng biết chơi game nữa sao? Bạn trai tôi chỉ cho tôi được chưa? Ngồi dịch ra một chút đi. Nóng quá. Được. Gu của cậu tiến bộ hơn rồi đó. Tôi nhặt ngoài đường đem về thôi. Bà xã, em lấy mô hình về hộ cho anh rồi à? Đúng vậy. Hay quá. Em đem nó ra hộ anh có được không? Đây, ăn đi. Cầm giùm tôi với. Ăn thôi. Kheo đi, cô đừng khách sáo nha. Cô không ăn thì đám cầm thú này không ngại ăn hết đâu. Ông xã của cô mới là cầm thú đó. Tôi đã chơi game đây. Chơi game sao? Nè, chơi hai người đi. Không. Vậy thì thôi. Cười gì vậy? Cười anh đó. Anh và cô ấy hơi lạ. Không có đâu. Anh biết người em nói tới là ai sao? Em nói đi nói lại cũng chỉ nói về cô ấy. Em thật không tin giữa hai người không có gì cả. Mặc dù anh không có ý, nhưng với linh cảm của mình, em chắc chắn cô ấy có ý với anh đó. Nè, cô ấy có ý với anh thì anh cũng đâu làm được gì. Quan trọng nhất là anh không có ý với cô ấy. Anh chỉ có ý với em thôi. Chắc tại em quá ghen. Đừng có ngốc. Cô ấy thường xuyên có cơ hội được làm việc chung với anh. Thì công việc là vậy mà. Anh không làm việc nữa. Em nuôi anh được chứ. Nhưng lúc làm việc nguy hiểm, anh có nhớ tới em không? Em muốn nghe lời thật hay là nói dối? Dĩ nhiên là thật rồi. Không có. Gần đây khi làm việc em hay nhớ tới anh. Công việc của anh lỡ như có lúc gặp nguy hiểm, em chỉ nói là lỡ như thôi, thì anh có nhớ tới em không? Có. Chắc chết quá. Đừng làm phiền anh nữa. Không được đâu. Để lần sau đi. Lấy khăn ướt lau giùm anh được không? Mau lên đi. Làm hộ anh đi mà.
Cậu uống cà phê chứ? Được. Chờ bạn của tôi tới đã rồi tính. Được. Hắn vẫn ở trong tiệm cắt tóc. Chờ hắn ra đi rồi tính. Ông có biết là ông đang bị cảnh sát điều tra không? Ông chủ bị giết rồi. Chúng có súng, mặc đồ màu trắng sữa. Nghệ, để đó đi. Nghệ, hắn đang đi về phía đường Patterson. Hắn đi về hướng khu thương mại. Hắn lại ra đường rồi. Anh Thăng, các người làm gì vậy? Mau bỏ súng xuống. Bên bộ chính trị. Anh Thăng, gọi xe cứu thương đi. Đừng sợ, chúng tôi đã gọi xe cứu thương rồi. Tránh ra. Làm gì vậy? Mọi người phải đứng theo thứ tự. Mọi người có muốn nhanh chóng gặp được thần tượng của mình không? Nếu muốn thì hãy gọi tên anh ấy thật to lên. Leon, chúng tôi ủng hộ anh. Sammy, chúng tôi ủng hộ anh. Leon, chúng tôi ủng hộ anh.
Sami, chúng tôi ủng hộ anh. Chúng tôi ủng hộ anh, Sami. Chúng tôi ủng hộ cho anh. Chúng tôi ủng hộ anh, Sami. Chúng tôi ủng hộ anh, Sami. Leon, Sami. Các bạn có khỏe không? Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Nhặt súng lên. Đứng im. Phòng kiểm soát, chúng tôi bắt được một người đàn ông khả nghi ở cửa hàng bách hóa. Một kẻ khả nghi mặc áo trắng sữa đang đi về phía tòa nhà nguyên đầu. Đứng im, đã nói đứng im rồi mà. Đứng im. Trung tâm thông tin chính quyền Hồng Kông. Cửa hàng mô hình. Này, xem gì vậy? Không có gì, lên mạng tìm thông tin thôi. Lên mạng tìm thông tin đồ trị chứ gì. Không, để tôi đưa cậu xem mấy thứ hấp dẫn cho thư giãn đầu óc nhé. Anh rủ bà xã của anh đi đi. Sao phải đi với bà xã chứ? Đi đi mà. Về nhà đi. Cãi nhau với bạn gái rồi sao? Tôi nói rồi mà, cậu cãi nhau với bạn gái, rồi nói bà xã đang chờ tôi. Thần kinh cậu có vấn đề gì không? Rảnh rỗi thì đưa bạn gái của cậu đi chơi đi. Cần gì phải lên mạng tìm thông tin chứ. Khẩu đó làm y như thật vậy. Đúng vậy. Có thể cầm nó đi ăn cướp được đấy. Vậy sao? Đúng vậy, cửa hàng chúng tôi bán rẻ nhất ở khu này. Bảo đảm giống y như thật. Cầm trong tay cũng không biết là thật hay giả nữa. Cái này là thật hay giả? Sếp à, đừng đem tôi ra làm trò đùa. Nghe nói anh không chỉ giỏi về bắn súng mà còn giỏi về phụ nữ. Sếp, tôi đâu có đắc tội gì với sếp chứ. Súng và phụ nữ nguy hiểm như nhau. Nhớ là đừng bao giờ đụng vào đồ của người khác. Sếp à,
Có thể nói rõ người phụ nữ đó không? Khẩu súng này tôi mua ở cửa hàng phía sau, giá rẻ hơn tiệm của anh 20 đô đó. Anh phải đi rồi, nhiệm vụ mới. Lúc nào cũng vậy. Ngoan đi, lát nữa xem xong em tự về nhà nha. Chúng ta tìm được tên của gã đó rồi. Hắn tên là Kim Jong Yat. Ngoài ra còn có tên Trung Quốc là Hàn Chấn Văn, một thành viên của thủy quân lục chiến Hàn Quốc trước đây. Sau khi xuất ngũ, hắn gia nhập băng nhóm ở Hàn Quốc. Những năm gần đây có liên hệ mật thiết với tập đoàn tài chính bên Ức Long. Ức Long thao túng một nhóm nghị sĩ ở Hàn Quốc, có xung đột lợi ích với một tập đoàn tài chính tên là Triệu Bảo. Hắn có người đã chuẩn bị số vũ khí để hành động. Còn về chuyện nhà buôn vũ khí ở Hồng Kông sẽ do phòng tình báo nói cho mọi người biết. Theo như phân tích có được từ mấy giỏ sóng âm mà chúng tôi cài ở công ty vũ khí, thì chỉ có một nhóm tín hiệu được chứng thực là mã số của một container. Bên phía hải quan đã kiểm tra chứng nhận đăng ký của container này, hiện đang ở bãi container số 5. Thông tin trình báo là đồ chơi vận chuyển từ Hàn Quốc. Phòng bảo an đã báo với Bộ Ngoại giao và nhận được hồi đáp từ phía Hàn Quốc. Hy vọng là chúng ta có thể ngăn được vụ xuất khẩu lô vũ khí này, cho nên chúng tôi quyết định đêm nay hành động. Châu, tôi và cậu chuẩn bị tới bãi container. Tí, cậu và Mon đột nhập vào văn phòng kiểm tra container đó ở đâu. Thăng, Nghệ, hai cậu di diện. Châu báo cáo, bãi container đã sẵn sàng. Cậu sao vậy? Tự nhiên nhìn tôi với ánh mắt giống như sát thủ vậy. Tính của tôi sao? Đồ điên. Đừng như vậy mà. Không ăn thì thôi. Có câu đố này đố cậu. Đàn ông có, phụ nữ không có. Cái của bé trai không đủ ghê gớm. Lúc đầu con gái rất sợ nhưng càng ngày càng thích. Đó là cái gì? Là đồ chơi người lớn chứ gì? Không phải thứ đó. Chắc chắn mà. Không phải. Đem hàng trở lại đây, mau lên. Asin, chúng ta đi lấy món đồ quan trọng. Những thứ khác cho đổ hết đi. Đó anh em câu giờ cảnh sát. Châu, container đó là C-34. Châu đang vào bãi container.
Phan, tới bãi container hỗ trợ Châu. Tí, tới bãi container hỗ trợ Châu. Phan, chúng tôi bị chặn lại phía sau không đi được. Mon, cô đi trước đi. Tên đáng chết. Kỳ, qua hỗ trợ Châu đi. Bên trong còn bao nhiêu? Còn một thùng nữa. Có cảnh sát. Đem hàng đi trước đi. Đừng để nó ra ngoài. Đem hàng đi đi. Long, đem hàng lại đi. Tôi yểm trợ cho cậu, ra lấy hàng lại đi. Cảnh sát đi. Cậu đi đi, tôi yểm trợ cho cậu. Mau, đem hàng đi đi. Nhanh lên đi.
cho anh lạnh chết luôn. Không ngờ ra khỏi đội mới thấy được ánh mặt trời. Vẫn không biết bên ngoài đẹp đến như vậy. Tháng sau tôi sẽ cùng gia đình sang Anh. Hẹn các cậu qua nhà tôi ăn cơm nhé. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Lần này không phải anh ấy thì cũng sẽ là một trong số chúng ta. Xin lỗi, tôi không sao. Thôi, các cậu nhớ tới G4 báo cáo. Bảo trọng nhé. Tôi đi trước đây. Đây là đồ của chồng chị. Nếu chị không cần thì cho tôi. Tôi cần. Chị đừng lo. Tôi không kể cho anh ấy chuyện tôi đã nhìn thấy. Tôi không muốn kể vì tôi không biết nói sao với anh ấy. Tôi muốn nói với cậu, đằng nào cậu cũng coi tôi là con đàn bà hư đốn. Mọi người các cậu gọi tôi là chị dâu, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là vợ anh ấy. Tôi và anh ấy chưa cưới nhau. Vậy tôi là cái gì? Anh ấy đi chơi cũng không gọi tôi. Có chuyện gì vui buồn cũng không nói tôi biết. Năm năm rồi. Năm năm nay tôi cảm thấy mỗi khi lên giường với anh ấy thì giống như tra tấn anh ấy. Đó không phải là làm tình mà là bố thí. Thật ra tôi đã đoán trước sẽ có người nhìn thấy. Nhưng người tôi hy vọng nhìn thấy sẽ là anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy sợ mất tôi. Và đừng xem tôi là một con búp bê rồi bỏ tôi qua một bên như vậy. Chị không hạnh phúc, vậy sao chị không bỏ đi? Lúc này không chờ anh bạn trai cảnh sát của cậu nữa sao? Dạo này tâm trạng của anh ấy không tốt. Cộng sự của anh ấy vừa mất. Chúng tôi cũng không có gì để nói. Tụi mình đi xem phim đi. Tối nay sao? Xin lỗi nha, tôi không rảnh. Tôi phải chờ điện thoại. Cậu yêu rồi sao? Nếu muốn người không biết thì mình đừng có làm. Tôi đúng là đang yêu một người. Hơn nữa còn tìm được hạnh phúc của đời mình rồi. Tha cho tôi một đêm đi.
đó là ai vậy? Cậu biết người này là ai thế? Đừng ép tôi mà. Làm ơn cho tôi nói chuyện với Kelly. Cô ấy mới ra ngoài, xin hỏi anh là ai? Em muốn đi ăn ở đâu? Đâu cũng được. Được. Anh quyết định đi thật sao? Dù sao cũng đâu có gì ràng buộc, đi sớm một chút cũng tốt mà. Vậy anh có thấy đồ ăn ở quán này ngon hơn lúc trước không? Bao giờ anh đi? Kelly, anh còn cơ hội không? Michael, chỉ hỏi vậy thôi mà. Đi về đi. Sau này nếu như, thôi, giả sử là anh ta không tốt với em, hoặc là giữa hai người xảy ra vấn đề gì đó, thì lúc đó hãy nghĩ tới anh, có được không? Bạn bè với nhau mà anh trù em như vậy sao? Muốn chết có phải không? Nếu bác anh nói câu chúc mừng cho hai người thì anh không nói được đâu. Nào, cạn ly. Cảm ơn anh. Em nói đồ ăn quán này ngon hơn lúc trước phải không? Không ngon hơn chút nào. Lúc nào anh cũng kén cả. Anh nói gu của em tệ hơn lúc trước đấy. Thượng lộ Bình An. Hôm tạm biệt nha. Anh làm gì vậy? Anh có điên không đó? Anh nghĩ là không. Anh đi tắm. Em không muốn bị bộ chính trị theo dõi. Có theo dõi em đâu chứ. Anh chỉ muốn đi xem cho hết bộ phim đó với em thôi. Chưa gì đã thấy em đóng vở kịch mà em chưa đóng xong. Anh nói vậy là ý gì? Em đi ăn với bạn không được sao? Tuần sau anh ấy ra nước ngoài rồi. Anh ta có gọi em đi cùng không? Anh nói vậy là sao chứ? Anh muốn cãi nhau có phải không? Gì mà muốn cãi nhau? Anh thấy anh ta hôn em, còn em thì lại để anh ta hôn. Anh có biết hôn chia tay là gì không? Hôn chia tay gì chứ? Anh chẳng biết hôn chia tay gì cả. Anh chỉ thấy anh ta hôn em, anh ta lợi dụng em. Em lớn từng này rồi, em biết cách phân biệt mà. Em biết phân biệt sao? Nhìn đi, hộp giày của em chất cao như núi. Em biết phân biệt gì chứ? Áo chống đạn của anh em cũng bỏ vào máy giặt để giặt. Em có biết phân biệt không? Em ủi đồ xong không tắt nguồn điện đã bỏ đi là biết phân biệt sao? Lần trước bảo em lấy xe tới Bắc Giác đón anh, em lại tới cầu Long. Em gọi là gì? Như vậy là phân biệt sao? Người tốt kẻ xấu em còn không phân biệt được. Anh nói xong chưa? Rồi. Đúng, em không biết phân biệt. Em sắp không phân biệt được anh là người như thế nào. Lúc nào anh vui hay là không vui, làm sao em biết được? Anh không nói thì làm sao em biết được? Em đâu phải con sâu trong bụng của anh. Anh đâu có nói chuyện anh với em. Anh nói chuyện em với anh ta kia mà. Người ta có bạn trai là một cảnh sát, bình thường đều biết anh ta phá được vụ án gì. Anh chẳng phải nói TV luôn có tin tức hay sao? SB, nó là gì? Chỉ biết thôi mà không nói được. Anh có chuyện gì em muốn hỏi mà không dám hỏi? Lại không dám gọi cho anh. Anh về nhà em mới biết là anh không sao. Đùng một cái anh nói đồng nghiệp anh mới mất. Em biết anh ấy chỉ mới được mấy tuần thôi. Đặc vụ trong phim còn có vỏ bọc gì gì đó.
anh nói chuyện tầm phào cũng không được mà. Anh xin lỗi. Nếu em muốn ở với anh thì phải chịu vậy thôi. Em chỉ muốn sống được vui vẻ hơn thôi. Em chỉ muốn được là một người phụ nữ bình thường. Anh đi đâu vậy? Tối nay anh vào trại. Định là đi xem cho xong bộ phim đó với em đấy chứ. Chứ sao anh không hỏi em? Con gái thích được hỏi mà. Anh tưởng em khác với những người khác. Bắt mọi người phải chờ lâu. Xin lỗi. Cho nên tôi đã chuẩn bị cho mọi người một tiết mục. Đội vào đi. Cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ chia nhóm cho mọi người. Bên này là nhóm A, bên này là nhóm B. Trên bàn có một tấm bản đồ ghi vị trí tọa độ. Xem xong xuất phát, không được đem đi theo. Chúng tôi sẽ tính thời gian cá nhân vào thời gian của nhóm. Xin chào các bạn. Các bạn đại diện cho lực lượng tinh nhuệ nhất của Hồng Kông. Nhưng ở đây là G4, khá là đặc biệt. Chúng ta đều là quái nhân. Chúng tôi muốn tìm một nhóm những người sẵn sàng làm tôi tớ, làm mọi việc cơ bản như quản gia vậy. Nhưng mà theo kiểu dũng cảm thiện chiến. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta lại giống như người mẫu. Không nói không cười, luôn tỏ ra điềm tĩnh. Những điều kiện này thường không kéo dài lâu, nhưng hãy thử đi. Một người nam hoặc nữ có thể nhanh trí phát hiện ra nguy hiểm chỉ trong vòng vài giây. Và trong thời gian đó, họ lại có thể đủ ngu ngốc dùng thân mình làm bia đỡ đạn. Vì ai? Đó là vì khách hàng. Cho tôi biết, tôi vừa mới quay mấy vòng. Khả năng cảnh sát của cậu thấp như vậy, làm sao làm cảnh sát được chứ? Còn cậu? 18 vòng. Cậu đoán đúng không? Đúng vậy. Chúng ta nghe theo lời chỉ huy. Chúng ta đại diện cho cả lực lượng cảnh sát. Nếu chúng ta thất bại, lực lượng cảnh sát thất bại. Điều này không được xảy ra. Tôi nhắc lại lần nữa, điều này không được xảy ra. Nếu các bạn không đạt được yêu cầu, không có nghĩa các bạn không tinh nhuệ, mà chỉ cho thấy là các bạn không đủ trâu bò mà thôi. Các bạn chúc may mắn. Cảm ơn.
Lương Phụng Anh, Lương Phụng Anh, tới lượt cô. Cô tham gia đấu súng chưa? Có bị trúng đạn chưa? Chưa. Vậy sao cô biết cô có gan chặn súng của tôi? Cô có can đảm thử trúng đạn không? Cô nghĩ kỹ đi, không dễ đâu, đừng có cố. Bây giờ cô đi ra cũng được mà. Ngoài kia rất nhiều công việc, việc gì phải làm như thế này cho cực khổ chứ. Sao hả? Được, cho cô ta thử đi. Được. Làm nhanh lên. Đồ bỏ đi thì đừng ở lại đây. Đi. Cậu, cậu. Cậu nữa. Đi đi. Làm nhanh lên. Mon. Mon. Chuyện gì? Nói cậu ấy biết đi. Nói gì? Nói với nghệ. Dạo này cậu ấy và Curly hơi bị trục trặc. Cô không nói thì không còn cơ hội. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Cô không làm gì mình thì hãy làm gì tôi. Có được không? Cậu ấy tới kìa. Nè, không cần chạy nhanh vậy đâu. Cậu ấy làm gì vậy? Tôi không biết. Chắc là anh ta muốn đi vệ sinh thôi. Anh đang bực gì sao? Tôi nghĩ chắc là vậy. Mon, Mon à, đừng nói. Nói gì cơ? Tôi không biết. Cô nói chưa? Cô chạy trước đây. Sao vậy? Tôi bị trẹo chân rồi. Anh đi trước đi. Đi mau đi. Được rồi, để tôi cõng cô. Nào, lên đi. Mon à. Mon. Đừng tới đây. Có chuyện gì? Trước giờ cô rất mạnh mẽ kia mà. Anh đừng tới đây. Đừng tới đây mà. Tôi luôn cố hết sức mình. Tôi không chắc là mình sẽ làm gì khi anh tới đây nữa. Tôi từng nghĩ nếu như anh đi đâu thì tôi sẽ theo anh tới đó. Nhưng giờ thì không được rồi.
Tôi đã đánh mất cơ hội duy nhất để được ở bên cạnh anh. Cảm ơn. Coca. Một ly trà chanh. Chào. Đi xem phim sao? Trùng hợp thật đấy. Chỉ mình cô sao? Còn cô? Dạo này hai người sao rồi? Nói thật tôi nghĩ hai người rất xứng đôi. Được làm việc cùng nhau, ít ra sẽ dễ nói chuyện hơn. Tôi không vào G4 được. Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Thật ra tôi biết cô đang nghĩ gì. Làm việc cùng nhau, ở cùng chiến tuyến thì rất hợp cũng phải thôi. Nhưng mà tình cảm không phải vậy. Nếu không thì hơn 30.000 cảnh sát toàn Hồng Kông sẽ cưới nhau hết sao? Nói thật là tôi rất ngưỡng mộ cô. Có gì mà phải ngưỡng mộ chứ? Tôi không thể vào được thế giới của anh ấy. Lúc trước tôi thường lo sợ. Tôi sợ một ngày nào đó nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì người bên cạnh anh ấy sẽ là cô chứ không phải là tôi. Nhưng người anh ấy thích không phải là tôi. Làm lành chiếc keo ly chưa?
Này, công việc này rất hợp với cậu đấy. Tập đoàn Tiêu Bảo Hàn Quốc, đầu sọ đứng sau đảng chính trị, rủi ro thấp thôi. Xem kỹ đi, công ty của Kelly làm công việc PR cho họ. Cậu muốn làm thì tự nói với sếp nha. Cậu đúng là nhiều chuyện mà. Cảm ơn nha. Nhưng mà tập đoàn Kiều Bảo nghe rất quen. Không biết có liên quan tới vụ án đó không nữa. Bây giờ thì nó liên quan tới vụ án của cậu đấy. Xin chào. Xin chào. Sao vậy? Vẫn chưa tiếp cận được à? Lát nữa mọi người ra ngoài cổng kiểm tra thử. Cũng không biết cô ấy ở đâu nữa. Kia kìa. Lát nữa gặp Jenny, nói cô ấy tới gặp tôi. Tới giờ rồi, sếp đang tới. Không còn thời gian nữa đâu. Cậu canh giúp tôi nhé. Được. Kelly, chuyện gì vậy thưa sếp? Nhà ngăn nắp quá, không quen lắm. Đâu liên quan gì tới em? Em có bạn trai mới rồi. Không phải anh chàng đó chứ? Ý anh là sao? Em chỉ có người đó thôi sao? Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nè, tối nay em về nhà được không? Anh đang cầu xin em đấy à? Đừng rắc rối nữa, còn phải làm việc nữa đấy. Ở với em thì phải chấp nhận như vậy. Em đi làm việc đây. Nghệ, chỉ huy hiện trường gọi điện tới, nói hai cần vệ của ông Kim có đem theo vũ khí. Lãnh sự quán của Hàn Quốc biết chưa? Biết rồi, sếp đã nói cho ông ta biết. Ông ta nói ông ta biết, nhưng nói là không sao. Xin lỗi thưa anh. Theo luật của Hồng Kông thì các anh không được mang theo súng. Chúng tôi là cần vệ của ông Kim, chúng tôi đã báo với đại sứ rồi. Chúng tôi hiểu thân phận của anh, nhưng như vậy không có nghĩa là các anh được phép mang theo vũ khí. Vì vậy tôi cảnh cáo, anh đừng tính chuyện rút súng của mình ra. Nếu không chúng tôi sẽ lập tức bắn anh ngay. Biết chứ? Biết rồi. Cảm ơn. Chỉ thị nói là công việc lần này có rủi ro thấp. Vậy tại sao lại phải mang theo súng chứ? Đội bảo vệ tiền trạm, sếp đang đi ra. Tuyến đường cho xe của sếp đã thông thoáng. Sếp đang trên đường tới chỗ mục tiêu. Xác nhận mục tiêu, xác nhận. Đội bảo vệ tiền trạm, cổng đã thông thoáng, không có phóng viên, sếp có thể ra. Có BA ở hướng 3 giờ, hai phụ nữ Hàn Quốc ở hướng 9 giờ, hướng 11 giờ có một người. Cả đội cảnh giác, cả đội cảnh giác, sếp có thể gặp nguy hiểm. Đội bảo vệ tiền trạm thông báo, sở cảnh sát khu này chuẩn bị. Thank you.
Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống. Mục tiêu, đã tìm được mục tiêu. Nói tài xế nổ máy xe đi. Nổ máy xe đi. Mau lên, ra xe, ra xe. Đi ra đi. Yểm trợ đi. Mọi người bình tĩnh. Kế hoạch B, thực hiện kế hoạch B. Cầm cự không nổi rồi, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Đừng giết tôi. Cho nổ chiếc xe đi. Thiên, yểm trợ cho tôi. Cho thằng đó chết luôn đi. Khỏi yểm trợ, nằm xuống. Đi, đi, kéo đi, đi đi. Tí, yểm trợ cho tôi. Được, thực hiện kế hoạch B. Tôi đưa họ đi. Theo tôi. Sao lại như vậy? Phải làm sao đây? Đi. Nghe mặt cái này vào đi. Mau đưa họ đi đi. Em sao? Làm sao em biết phải đi đâu chứ? Thấy có đường thì cứ đi. Không sao chứ, không sao. Anh gọi xe cứu thương đi. Được, đi xem mọi người sao rồi. Được.
Đường này, đường này. Đi. Con tranh này, đi theo tao. Ra đây, nếu không tao sẽ giết con nhỏ này. Hãy thả cô ấy ra đi. Đứng im. Ugh!
Dậy đi, dậy đi, chúng ta về nhà thôi. Ông ta không sao đâu, ông ta mà có chống đạn. Gọi người vào đây. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu rồi? Dậy đi, dậy đi mà. Chúng ta về nhà. Nghệ không sao chứ? Anh ấy chết rồi. Gọi xe cứu thương. Đời là như vậy. Một lần tình cờ kẻ thù và bạn gái cùng trở lại. Kẻ thù bị tiêu diệt, còn cô ấy ở bên cạnh mình. Lúc đó anh có nghĩ tới em không? Lúc nào chứ? Thì lúc anh vật lộn với người đàn ông Hàn Quốc đó đó. Có. Này, em có biết thứ mà đàn ông có, phụ nữ không có? Trẻ nhỏ có một ít, con cái lúc đầu hơi sợ, sau đó thì càng ngày càng thích. Cái đó là gì vậy? Mùi đàn ông. Sao em đoán ra được vậy? Anh cũng có mà. Vậy sao?